Xin chào các bạn đã tới với kênh US Life. Đối với rất là nhiều nhà đầu tư thì cổ tức chính là một khoản thu vô cùng hấp dẫn. Đa phần thì cơ mã cổ phiếu sẽ trả cổ tức cho nhà đầu tư 4 tháng một lần hay còn gọi là theo quý. Và đồng thời thì cũng có rất là nhiều mã cổ phiếu không hề trả cổ tức cho nhà đầu tư. Cho nên những mã cổ phiếu mà có trả cổ tức hàng tháng cho nhà đầu tư sẽ càng trở nên thu hút hơn. Đặc biệt là đối với những nhà đầu tư dài hạn muốn kiếm thêm thu nhập thụ động hàng tháng. Và đối với các quỹ đóng hay còn được gọi là closed-end fund thì các quỹ này sẽ thường trả cổ tức hàng tháng cho nhà đầu tư. Vậy nên ở trong video lần này mình cũng sẽ chia sẻ một vài thông tin mình tìm hiểu được về quỹ đóng cũng như là ưu và nhược điểm khi mà các bạn nhận cổ tức từ những quỹ này để các bạn có thêm thông tin tham khảo. Trước khi đi vào tìm hiểu ưu cũng như là nhược điểm của quỹ đóng thì mình sẽ giải thích một chút sơ qua về quỹ đóng cho các bạn. Quỹ đóng hay còn được gọi là closed-end fund là một dạng quỹ đầu tư. Quỹ này sẽ chỉ phát hành một số lượng chứng chỉ nhất định và các chứng chỉ này cũng sẽ được giao dịch giống như là khi mà các bạn giao dịch cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán. Và bởi vì số lượng chứng chỉ quỹ này là cố định, công ty sẽ không phát hành thêm nữa, cho nên các nhà đầu tư muốn mua thì sẽ phải mua lại từ những nhà đầu tư muốn bán. Do vậy thì giá trị của quỹ đóng sẽ tăng hay là giảm theo nhu cầu của thị trường. Cụ thể là khi mà có nhiều nhà đầu tư muốn tham gia vào đầu tư quỹ này thì giá trị của quỹ này sẽ tăng lên và ngược lại. Tương tự như là khi mà các bạn mua một cổ phiếu, tức là các bạn đang đầu tư vào công ty đó. Khi mà các bạn tham gia đầu tư vào quỹ đóng thì hạng mục đầu tư của quỹ sẽ là yếu tố quan trọng để các bạn xác định xem là có nên đầu tư vào quỹ hay là không. Từ ví dụ với mã cổ phiếu AVK, mã này được coi như là một quỹ đóng. Quỹ này có xu hướng đầu tư vào những công ty hoạt động ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho nên, quỹ này sẽ có tính an toàn khá là cao do tài sản đầu tư được phân bổ ở nhiều lĩnh vực, giảm thiểu được rủi ro từ biến động từ thị trường. Và do vậy thì quỹ này sẽ rất thích hợp cho việc đầu tư dài hạn. Còn bây giờ thì cùng đi vào ưu điểm của các quỹ đóng nhé. Đầu tiên, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là quỹ đóng đa phần sẽ trả cổ tức hàng tháng cho nhà đầu tư. Và bạn có thể coi như là phần tiền lãi nhận được từ khoản tài sản tiết kiệm mà bạn đã chi cho việc mua cổ phiếu của quỹ đóng. Đa phần thì các quỹ đóng sẽ trả cổ tức khá là cao và đều đặn theo hàng tháng. Do các quỹ đóng thường có một khoản tiền cố định dành cho mục đích đầu tư. Và cũng chính bởi vì có khoản đầu tư cố định như vậy, các quỹ này sẽ không gặp khó khăn nhiều trong việc chi trả cổ tức cho nhà đầu tư. Và thêm vào đó, thì các quỹ này thường sẽ không phải trả thuế thu nhập đối với khoản tiền phân bổ cho nhà đầu tư. Cho nên, quỹ cũng sẽ rất là dễ dàng chi trả cổ tức ở mức độ cao và liên tục cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, thì quỹ đóng cũng có khá là nhiều nhược điểm mà các bạn cần phải cân nhắc. Bởi vì quỹ đóng chỉ được mua bán lại từ các nhà đầu tư, cho nên tính thanh khoản của quỹ này cũng sẽ phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu của thị trường. Nếu như mà thị trường không có nhà đầu tư muốn tham gia vào quỹ này, thì những nhà đầu tư đã mua quỹ này từ trước đó sẽ rất khó bán và có thể thu hồi được lại vốn. Cho nên, thông thường thì quỹ này sẽ chỉ phù hợp với những nhà đầu tư muốn kiếm thêm thu nhập thụ động. Chính vì vậy mà giá của những mã cổ phiếu thuộc dạng quỹ đóng cũng sẽ khó tăng trưởng mạnh. Như các bạn cũng có thể thấy, mình đã mua mã AVK từ hồi tháng 3 với mức giá khoảng 17 đô. Và đến thời điểm mà mình ra video này, tức là tháng 6, thì mức giá của mã này cũng chỉ tăng nhẹ lên khoảng hơn 19 đô. Đồng thời, thì mức giá cao nhất và thấp nhất trong vòng một năm qua của mã này cũng không có nhiều sự khác biệt. Do tính thanh khoản thấp, cho nên hiện nay ứng dụng Robinhood đã không cho phép giao dịch với các quỹ đóng nữa. Các bạn cần phải sử dụng những ứng dụng cổ phiếu khác nếu như muốn mua được các mã cổ phiếu của quỹ đóng. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn đã mua các mã cổ phiếu của quỹ đóng từ trước đó ở trên sàn Robinhood, thì bạn vẫn có thể giữ lại các mã này ở trong tài khoản và bạn vẫn có thể nhận được cổ tức nếu như đã mua các mã này từ trước đó. Hoặc là các bạn cũng có thể bán đi như một mã cổ phiếu thông thường. Tuy nhiên, nếu muốn mua thêm các mã của quỹ đóng trên Robinhood, thì các bạn không thể làm được nữa. Như ở trong thông báo này, thì các bạn cũng thấy mã AVK mà mình đang sử dụng làm ví dụ cũng nằm trong danh sách các mã cổ phiếu của quỹ đóng đã bị Robinhood hạn chế. Do các quỹ đóng sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, cho nên cổ tức chi trả cho nhà đầu tư cũng sẽ không được ổn định.
cổ tức có thể lên hoặc xuống hoặc thậm chí là không được trả, tùy vào tình hình hoạt động cũng như là lợi nhuận thu được từ các hoạt động đầu tư của quỹ. Cho nên, thu nhập từ cổ tức với những quỹ kiểu này sẽ không cố định. Như các bạn cũng có thể thấy được từ trong ví dụ của một quỹ đóng khác là mã cổ phiếu MUI. Với những thông tin mà mình vừa chia sẻ, thì các bạn có thể tham khảo thêm để lựa chọn những quỹ đóng đầu tư phù hợp với mục đích của bản thân. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.